Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với Audio HN. Thì ngày hôm nay tôi muốn làm một video để cho những anh em nào đang cần một con giải mã âm thanh, một con DAC đấy, trong cái phân khúc 32 bit 768kHz hỗ trợ BSD là 1.2 để anh em tìm hiểu một con DAC có mức giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Đấy, anh em có thể thấy ở đây, đây là một con D01 tôi đang để ở đây cho anh em xem. D01 có bản màu trắng và bản màu đen. Giới thiệu qua cho anh em nào chưa biết thì vỏ hoàn toàn là nhôm phay xước anh em nhé, vỏ hoàn toàn nhôm phay xước, màn hình OLED rất là đẹp. Đấy, hiển thị này, anh em hiển thị từ các cái cổng, từ các cổng cho nhạc, các cổng kết nối nhạc này, Bluetooth này. Đấy, để tôi tắt mở lại để cho anh em xem nhé. Đấy, anh em ấn giữ 2 phút. Ấn giữ 2 giây nhá. Anh em ấn giữ 2 giây là nó tắt. Và anh em chỉ cần ấn một cái là nó mở. Đấy, khi anh em không dùng nữa, anh em hoàn toàn có thể ấn 2 giây thôi là anh em tắt đi. Đấy, nhiều anh em cứ rút cái đằng sau này, anh em cứ rút dây nguồn thì nó sẽ rất là hại cho những cái con DAC này. Đấy, đây là một con DAC D01 của hãng FX Audio. Đấy, có những con thì hãng FX nó in chữ FX Audio, có những con thì FX Audio nó in tất cả chữ LFG và FX Audio. Đấy, tùy bản hãng thôi, chứ thực ra nó vẫn là một con anh em nhé, D01. Và ở đây thì tôi giới thiệu qua cho anh em, nó có rất nhiều cổng khác nhau. USB này, hiện tại đang USB này, anh em ấn phát này, anh em ấn phát bên này này. Đấy, phát on off này, cái nút on off này là nó chuyển sang cổng OPT, cổng quang. Ấn phát nữa, chuyển sang cổng đồng trục Cosian. Ấn phát nữa, chuyển sang cổng Bluetooth. Ấn phát lại chuyển về USB. Đây là chuyển cổng. Và các cái tần số lấy mẫu KHz, kHz ở đây nha anh em nhé. Khi anh em kết nối nguồn nhạc vào thì nó sẽ hiện lên đây. Và tần số càng cao thì là chất lượng nhạc càng tốt. Đấy, có nghĩa là chất lượng nhạc càng tốt, nó sẽ giải lén cái file nhạc đấy của anh em ra, sẽ rất là hay. Đấy, và mute đây là cái âm lượng anh em nhé, âm lượng này, đấy, xoay lên đến 99. Thì âm lượng này từ anh em có thể là chỉnh từ 50 cho đến 76, 75. Đấy, 76 là cái mức âm lượng mà trung bình anh em để hay lên để nhất. Đấy, nó hợp lý nhất. Ngoài ra thì đằng sau này nó có dây Bluetooth ở đây. Dây Bluetooth ở đây. Đấy. Và cổng này cổng PC USB. Đấy, một cổng lấy nhạc chất lượng nhất trong tất cả cổng hiện nay trên thị trường. Cổng quang optical là cổng anh em rất thông dụng, anh em rất hay dùng, kết nối từ TV xuống. Đấy, cổng đồng trục thì ít anh em dùng hơn. Đấy, cổng này hiện tại rất ít anh em dùng. Đấy, cổng này kết nối với CD. Đấy, còn cổng RL này là cổng output, cổng này là cổng ra. Đấy, cổng này anh xem xuống âm ly, kết nối xuống âm ly và từ âm ly ra loa. Đấy, cổng này là cổng nguồn, dây nguồn anh em nhé. Và đặc biệt là dây nguồn của nó thì khi anh em làm mất thì anh em đừng lên cắm những dây nguồn khác vào, anh em có thể liên hệ với tôi sẽ gửi cho anh em dây nguồn khác. Đấy, và đây là một con giải mã D01 của hãng FX, rất là đẹp. Thì ở đằng trước của nó thì có cổng Typhoon, chuyển đổi 6 ly ra cổng 3.5. Đấy, thì cổng này anh em cũng ít khi dùng. Đấy, thì ở đây là một con giải mã trong phân khúc 32 bit 768kHz hỗ trợ BSD là 1.2. Anh em có thể thấy cái thông số nó phải nói là trong cái phân khúc đấy nó khá là lớn rồi, rất là lớn rồi. Ở trong đây thì có rất nhiều loại khác nhau, rất nhiều loại DAC khác nhau cùng cái phân khúc này, nhưng mà cái giá nó cực kỳ cao. Ví dụ nhá, tôi ví dụ điển hình như là con Suka Audio, một con Q6 Pro, con này là 3.950.000. Còn con M1 của hãng FX Audio cùng thông số nhưng mà nó có giá là hơn 4.000.000. Đấy, còn nhiều các con khác nó có giá thành lớn hơn mà lại cùng thông số con này. Đấy, thì anh em phải biết là trong cái phân khúc 32 bit 768kHz này hỗ trợ DSD 512 thì con D01 này hiện tại tôi đang hỗ trợ giá cho anh em, giá phải nói là mềm nhất thị trường. Đấy, mềm nhất thị trường và có chất lượng tốt, cực kỳ tốt. Đấy, đảm bảo cho anh em là hàng này là hàng đảm bảo là chính hãng 100% nhá, hàng chính hãng 100%, cam kết 100%.
Và những con DLC này thì theo cái quy tắc của tôi luôn luôn bảo hành cho anh em là 1 năm, bất kể vấn đề gì, lỗi đổi mới anh em nhé, lỗi hoàn toàn đổi mới. Đấy, bảo hành 1 năm. Và những cái con này thì nó có những cái độ ổn định rất là cao anh em nhé, độ ổn định rất là cao. Thế nên là hiện tại thì tôi vẫn chưa bảo hành được con nào. Đấy, rất mong là anh em cho tôi bảo hành được một con. Bởi vì rất nhiều anh em lấy rồi nhưng mà chất lượng thì nó tốt quá, anh em cứ alo tôi thì tốt quá thì tôi cũng không thể bảo hành được cho anh em. Đấy, anh em làm nào để cho tôi phải bảo hành một con thì tôi cũng rất là hay. Thì đấy là một cái điều rất là vui khi anh em sử dụng nó được ổn định này, nó được chất lượng cao. Đấy, giải mã những file nhạc của anh em ra chất lượng cao rất là tốt. Anh em có những bản nhạc hay thì anh em cho những lời nhận xét rất là tốt ở bên phía dưới. Và hiện tại là đang cái mùa dịch này, hiện tại đang mùa dịch, thế nên là tôi rất thông cảm cho rất nhiều anh em có cái kinh phí nó rất là hạn chế. Thế nên là tôi đã cho giảm giá xuống rất là sâu để cho anh em sắm sửa. Đấy, một cái giá phải nói là rẻ nhất thị trường, rẻ nhất phân khúc, 3.250.000. Hiện tại chỉ còn 3.250.000 một bộ DAC D01 32 bit của FX Audio. Và đặc biệt tôi tặng cho anh em một dây quang bãi Nhật nhá. Tôi vẫn tặng cho anh em một dây quang bãi Nhật của Hitachi như thế này. Đấy, dùng rất là tốt, rất là thích. Đấy, quang cực nhạy. Và đặc biệt là khi anh em mua giải mã ở bên tôi thì tôi luôn có những chính sách hỗ trợ cho anh em. Ví dụ như là nâng cấp dây quang. Đấy, anh em có thể sử dụng những dây quang tốt hơn, bãi Mỹ như kiểu Audio Quest, hoặc là XLO, hoặc là Ultra Link. Đấy, tôi có rất nhiều các loại dây quang cao cấp hơn để cho anh em sử dụng. Đấy, tôi sẽ hỗ trợ giá hết mức. Ví dụ như anh em nâng cấp lên con này thì tôi sẽ trừ bớt tiền đi để cho anh em giảm chi phí. Đấy, cũng như là khi anh em mua những con dây AV, dây tín hiệu Hitachi của tôi như này, những con dây tín hiệu Nhật bãi như này thì tôi sẽ khấu chi lên. Đấy, thì thường thì tôi bán lẻ những con dây này, một bộ của nó dài 1 mét như này là 250.000. Thì khi anh em mua kèm với cả DAC tôi sẽ chỉ còn là 200.000. Đấy, tôi sẽ khấu hao cho anh em. Đấy, có những cái chính sách rất là hợp lý để cho anh em sử dụng những con giải mã như thế này. Thì anh em đây này, tôi còn rất nhiều các loại kết nối khác nhau, ví dụ như 3.5. Đấy, 3.5. Dây này là dây USB theo kèm theo máy anh em nhé. Dây USB kèm theo máy anh em kết nối máy tính. Đấy, đằng sau nó có cổng USB này, anh em kết nối máy tính. Và cổng này là cổng phải nói là uy tín nhất anh em nhé, uy tín nhất. Cổng này cho chất lượng nhạc tốt nhất, anh em lấy nhạc tốt nhất hiện nay. Và ngoài cái cổng này ra thì tôi còn nhiều cổng USB khác. Ví dụ anh em muốn lấy nhạc từ trên điện thoại xuống mà vẫn giữ được cái chất lượng thì anh em sử dụng những cổng OTG, những dây OTG như này. Đấy, một đầu của nó là đầu USB hình ngôi nhà này của con DAC nhé, tôi vẫn cắm vào cổng USB của DAC. Và đầu còn lại tôi sẽ cắm vào những con điện thoại. Anh em nhớ là cắm vào chân sạc nhé, chứ không phải chân 3.5 này đâu, không phải chân tai nghe, mà nó cắm vào chân sạc này. Anh em cắm vào chân sạc thì chất lượng nó sẽ rất là đảm bảo. Đây là dây đảm bảo chất lượng cho anh em nhé. Đấy, ngoài ra nhiều anh em sử dụng những dây không chất lượng thì nó có thể là gây có thể là không ra nhà. Đấy là vấn đề của anh em cần chọn những địa chỉ uy tín để anh em mua sắm. Đấy, tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em những cái món phụ kiện đi kèm rất là đảm bảo cho anh em rồi. Đấy, đây là dây OTG Samsung này. Đấy, và còn đây là dây OTG của iPhone, anh em kết nối vào cổng sạc của iPhone. Đấy, dây này thì dài là 1 mét, tầm 1 mét, hơn 1 mét anh em nhé. Dây này thì dài 2 mét, dây Samsung là 2 mét, đều có giá là 250.000 cho một bộ dây như thế này. Đấy, và ngoài ra nếu mà anh em không lấy dây quang, anh em có thể lấy dây OTG này, tôi sẽ chiết khấu cho anh em. Đấy, tùy vào ý anh em nhé. Đấy, thì giá rẻ nhất phân khúc cho anh em 3.250.000. Anh em đang cần liên hệ ngay cho tôi sẽ tư vấn chi tiết cho anh em. 0963411622. Hai số điện thoại tôi để ở dưới phần mô tả video. Anh em ấn hiển thị thêm là có những cái chi tiết về thông tin của tôi. Đấy, từng địa chỉ chi nhánh. Đấy, anh em đã thấy đây. Và video tôi sẽ kết thúc tại đây. Mong anh em ủng hộ những nút like, những nút đăng ký để thường xuyên cập nhật những video, những cái chính sách mới nhất của tôi. Tôi sẽ hỗ trợ những cái giá đẹp nhất thị trường để cho anh em sử dụng những cái phụ kiện âm thanh nó tốt nhất nha anh em nhé. Xin chân thành cảm ơn anh em.